Ruby kiếm các bạn. Đây là một cây giò gọi là Ruby kiếm, do ngày xưa anh Thích Xuân Tự ở Khánh Hòa anh ấy tặng tôi với củ già. Đấy, bây giờ nó thành một chậu to như này và nó cũng nở hoa nhiều lần rồi. Ở đây thì nó đang không có nắng nên là cái màu nó đen, nó đậm đậm như này. Nếu như mà có nắng ấy, thì nó sẽ nổi bật cái lưỡi lên các bạn, nó sẽ giống như kiểu cái viên ruby. Thế là chính vì thế là các anh ấy đặt tên là ruby kiếm. Nếu mà có nắng là cái lưỡi vào này của nó là nó đỏ rực lên, nó có ánh nắng đi qua ấy, nó đỏ rực lên trông như kiểu viên ruby. Nên là con này ruby kiếm. Đó. À, rất chi là thơm các bạn. À, sau mấy năm rồi mới trở thành một cái chậu to như thế này. Mà tôi thì gần như cũng không có chăm sóc gì đâu các bạn. Để đúng ở cái góc nhà này. Không phải góc nhà mà là góc vườn, nhưng mà nó liền với nhà. Cho nên là nó chỉ có một cái phần ánh nắng buổi chiều thôi. Còn buổi sáng là cái nhà nó che hết. Đấy, nhưng mà nói chung nó vẫn lên rất là khỏe luôn các bạn. Nó sắp kín chậu rồi. Cái này thì cánh rồi các thứ thì nói chung cũng bình thường các bạn. Chủ yếu là nó được cái lưỡi đỏ đậm thôi. Và nếu mà đỏ đậm mà nó lại có ánh nắng nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Ngồi góc này thì không có nắng. Mà tôi thì đang vội quá, lúc nào tôi để tôi mai mốt mà tôi còn rảnh tôi bê ra ngoài chỗ nắng tôi quay lại cho các bạn xem nhé.